Hello anh em, lại là mình đây anh em. Mình lại tiếp tục làm clip phôi mai, mời anh em vào sưu tầm ủng hộ nha. Rồi hôm nay mình có một số phôi khá đẹp, khá lực. Rồi muốn giới thiệu đến anh em. Thì anh em cũng biết rồi, mình là đang xem cảnh. Mình chuyên bán phôi mai rừng Bình Thuận anh em ạ. Thì ngày nào, tối nào mình cũng lên vào lúc 8 giờ tối hàng ngày luôn. Rồi anh em sắp xếp thời gian, anh em đam mê cứ vào coi cây, sưu tầm ủng hộ anh em luôn. Thì mình bán cây, mình có để số điện thoại bên trên với lại bên dưới là có ngày tháng, mã số cây và giá tiền hợp lý luôn. Anh em thích cây nào thì cứ vô chốt mã số đó, gọi điện cho em là nhanh gọn. Mấy anh em comment ở trên trên kênh YouTube của mình á, ở trên đó nó hạn chế anh em à. Nó hạn chế bình luận cho nên là anh em có bình luận đó em cũng ít thấy á. Cho nên anh em chốt cây thì chỉ có vô số điện thoại là chốt nhanh nhất anh em nha. Mong anh em hết sức thông cảm nha. Rồi, anh đây là anh Lò Văn Cháy. Rồi, hello mấy anh em. Tiếp tục mình lại là Lò Văn Cháy đây. Lò Văn Cháy đây. Cũng hôm nay tiếp tục lên clip thôi mai dừng. Nói chung cũng đang nghỉ với anh em tiệc lỡ 3 ngày lễ. Hết tiền. Thôi, để mấy anh em thông cảm thương tình vô chốt. Khá khá thì mình ủng hộ. Có tiền đi làm tiếp mấy anh em nha. Thiệt không? Thiệt, lỡ dạy cho lễ hết tiền rồi. Thôi, đây là phôi đầu tiên anh em ạ. Một cây đế rất là đẹp, đế xoắn nha anh em nha. Cây xoắn rất là đẹp, giót ngọn luôn. Cây có một miếng, hai miếng lũ đây. Chỗ đây nó có một cái khe, có lũ bọng nha anh em nha. Cuốn ra bọng xuống tới đây nè. Chì giót ngọn rất là đẹp. Quanh. Rồi, mời mấy anh em xem quanh cây đầu tiên ơi. Mới hàng, mau mắn. Quanh 50 cao 68 bầu dài 50 giúp mấy anh em ơi, chốt rồi anh em, tranh thủ ơi. Rồi tiếp tục anh em ơi, một phôi đế tạm được nữa, để đế tạm được nha anh em nha. Cây sạch cây, chi gót ngọn được á. Vành chi đẹp mấy anh em ạ. Mời mấy anh em xem vành đây, chi khá ok. Vành 30 cao 54 bầu dài 36 chốt mấy anh em, dứt. Tiếp tục anh em ơi, một phôi đó. Cây này dùng cây nằm bò trên mặt trầu nha anh em nha. Dễ đế nè. Cây nó có vò lắc nè. Có một miếng theo lũa cho đây. Chì được. Quanh. Mời mấy anh em xem vào. Quanh 31 bò 64 bò bò dài 34 bò anh chế bò. Tiếp tục anh em nè, phôi đế ok đó nha anh nha. Cây lùng lực, cây có miếng lũa thèo đây nè, lũa thép mấy chì cuốn già đẹp hết. Đây có miếng thèo nè, chì được. Quanh mày mấy anh em xem coi, đế đều luôn anh em. Quanh 50 cao 41 bầu dài 44 chốt mấy anh em ơi, dứt đi. Tiếp tục anh em, một phôi đế ok đó, đế khá ok nè. Cây bột cốt dốc ngọn, cây theo lũ này nè, bọc tới đây nè, cây chi đẹp đều luôn, đế đều luôn. À, mời mấy anh em thêm quanh đó. Quanh 36 cao 49 bầu dài 38 giúp mấy anh em ơi, giúp. Tiếp tục anh em, một phôi nữa nè, đế ok. Trời đế đẹp đấy này mà, mấy cái này mà không đục bôi keo luôn. Người nói gì mà đế nè, đế ok, quá đẹp anh em. Đây miếng lũa này nè, chì đẹp luôn, cây khá nghệ thuật nha anh em nha. Rồi dứt đi anh em, đây nữa nè. Quanh rồi, mời mấy anh em xem quanh. Quanh 30 cao 49 bầu dài 40 dứt đi mấy anh em. Rồi tiếp tục anh em ơi, một phôi đế ok đó, đế nở nha anh em ơi. Đây nè, dễ ok. Rồi có nụ trứng nè,
Trời, có những thèo lũ đây, những thèo lũ đây nữa anh em, chi đẹp. Đấy, cây liền lạc hết giót ngọn anh em ạ. Đều đẹp. Thằng chủ hơi bay xiên ra nha. Quanh 37 cao 50 tổng ngang vàng chi 45 bầu dài 40 dứt mấy anh em ơi, chốt tiếp tục anh em ơi. Một phôi đế khá ok nữa anh em ạ. Lùng lực đế đẹp rồi, cây lùng lực anh em ạ. Cháy đợt này hư ẩu quá à. Đây có miếng lũ thèo đây nữa này, nữa này. Mình chi được giót ngọn lực. Quanh quanh mời mấy anh em xem qua đây. Đây đẹp quá, cây có miếng thèo đây nữa này. Quanh 46 cao 41 bộ dài 40 dứt mấy anh em ơi. Tiếp tục anh em nào, một phôi nè, cây đế tạm được nha anh em nha, đế tạm được, cây có miếng thèo rồi, cái thèo chì sạch, cây lực lắm anh em. Quanh anh cháy ơi, quanh mời mấy anh em xem quanh. Quanh 44 cao 47 bầu dài 38 chốt mấy anh em ơi, dứt đi. Tiếp tục anh em, một cây đế đẹp, đế nôm nha anh em nha. Đây có miếng thèo đây, thèo lũ đây nè. Đây có mấy miếng thèo lũ nha anh em nha. Cây chì đẹp, đế đẹp. Mẹ không chết heo, không đục. Quanh ngồi nói từ sáng tới giờ. Mời mấy đi em xem quanh. Ngồi tám dốc ngồi cho đây miết luôn. Quanh 39 cây mà bỏ tí luôn đây nè. Cao 69 chiều ông vô ông dọn bơ keo ông ơi. Bầu dài 45 dứt mấy anh em ơi. Dứt. Tiếp tục anh em, một phôi nè, đế tạm được nha. Đế tạm được. Cây có miếng lũ thèo đây. Thấm xuống này nha anh em nha. Cây đế ok đấy. Cây có miếng mấy miếng thèo nè, đây nữa, keo nè. Quanh. Mời mấy anh em xem quanh đây. Quanh 40 cao 42 bầu dài 43 dứt kêu mấy anh em. Tục anh em ơi, một phôi đế rất là ok nữa nè. Đế quá đẹp luôn, dễ nhiều luôn anh em. Đấy, đế khá ok. Cây này em không biết một cây hay hai cây rồi. Nó nằm chung rất là cứng nha anh em nha. Cây có mấy miếng thèo rất thông da. Cây khá lạ. Nguyên cụm luôn anh em à. Quanh đi. Mời mấy anh em xem quanh. Quanh cái bự. Quanh cây bự 37 mấy nha. Tổng thể. Tổng thể là 58. Quanh cây nhỏ là 22. Cao 33. Tổng ngang dàn chi 40. Bầu dài 44 dứt cái máy nè. Chút kêu. Tiếp tục anh em ơi, một phôi đế ok nữa anh em à. Đế ngô chi khét à. Đế ok đấy. Cây lực khá lực luôn anh em à. Cây vàng chi bao lực luôn. Cây có miếng lũa thèo bọng này nè anh em à. Đấy. Quanh. Mời với anh em xem quanh. Cây khá ok nha anh em nha. Coi tranh thủ chốt đây anh em à. Quanh 45 cao 55 bầu dài 45 dứt mấy anh em, dứt. Tiếp tục anh em à, một phôi đế ok nữa nè anh em à. Đấy, cây tạm được. Dễ. Ok đó. Cây có miếng thèo lũ đây nè. Chì đẹp luôn anh em à. Quanh đi. Mời mấy anh em xem quanh. Alo. Quanh 34 nghe anh ơi. Cao 41 bầu dài 37 dứt mấy nè lớn. Tiếp tục anh em, một phôi đế ok nữa nè. Đế ok nha anh em nha. Cây có miếng thèo đây nè, chì được. Cây đẹp lắm anh em à. Liền lạc hết luôn. Quanh. Cây đẹp anh em à. Mời mấy anh em xem quanh. Đế được, chì được, cốt được luôn.
vành 42, cao 49, độ dài 37, dứt mới nè, dứt. Tiếp tục anh em nè, một phôi nè, phôi đế ok nha anh em nè. Đây, đây có miếng lũa thẹo đây, bọng xuống nha anh em nha, bọng xuống đây nè. Cây đó dễ đi lên lại làm cái chi cũng được luôn anh em ạ. Chi đẹp. Mấy niên chung quanh đấy. Quanh 41, cao 38, một dài 38, giúp mấy nè. Tiếp tục anh em ơi, một cây đế tạm được nữa anh em ơi. Đế đều bên này không? Cây có miếng thèo lũ đây nè. Chi được. Chuốt đi anh em ơi. Cây ok đấy. Quên mấy nè. Quên 43. Ta kêu đây nè. Cao 40. Bầu dài 38. Dứt đi mấy nè. Anh em ơi, một phôi đế tạm được nữa anh em à. Cây này đế hơi yếu nha anh em nha. Cây trên thằng nó có mấy miếng lũ thép này. Chắc. Cây khá lạ đấy anh em à. Mấy mấy em xem coi. Ngoài này. Chưa được hình nha. Khỏi luôn, cây con cháy mà có gì đâu. Quanh 34. Cao 46. Một dài 47. Dứt mới. Tục anh em ơi, một phôi đế tạm được nữa anh em à. Má lỉ. Cây có miếng thèo lũ đây nè. Chì được luôn. Rồi quanh luôn. Quanh, mấy anh xem quanh. Quanh 34. Cao 40. Một dài 34. Dứt mấy nha. Dứt. Anh em nè, một phôi đế ok đó nè. Chơi đó nè. Cây đẹp anh em à. Cây có một hai miếng lũa thép đây. Nhìn đế nè. Ok, lùng lực. Cây có hướng bay xiên xiên nè anh em thấy không? Đấy. Cây lùng lực nha anh em nha. Hoành anh. Mời mấy anh em xem hoành. Được. Hoành 43. Cao 24. Bầu dài 39. Chốt mấy anh em. Dứt. Tiếp tục anh em nè. Một phôi đế được nữa nè. Đế dễ được nha anh em nha. Cây có mấy miếng thèo lũ nè. Đấy. Chi được. Cây này chuẩn bị lên nhựa anh em ạ. Cây đạt ạ. Rồi, mời mấy nhân xem qua đây. Quanh 38. Cao 45. Bầu dài 41. Chốt mấy nhân ơi. Dứt đi. Qua nữa. Quanh. Quanh. Mời mấy nhân xem qua. Cây khá lực luôn anh em ạ. Quanh 43. Cao hết dây. Cao 56. Độ dài 45, dứt mấy nha. Chuốt keo. Tục anh em là một cây đế tạm được nữa anh em nha. Cây có mấy miếng lũa thèo đây. Đấy. Cây chi ok. Lạ. Dứt. Quanh. Mời mấy đi xem quanh luôn. Quanh 35. Cao 40. Chiếc xe như mấy gạo đúng không? Độ dài 36, dứt mấy anh em ơi. Chứ. Tiếp tục anh em ơi, một phôi đế ok nữa nè. Đế được. Đây có một hai miếng thèo lũ nè anh em. Đây có miếng lũ trong đây nữa nè. Già tóm hết rồi, bít rồi anh em. Đây khá ok. Chì được. Quanh. Mời mấy anh em xem anh. Quanh 49. Cao 58. Cao dài 55. Dứt mấy anh em ơi. Tiếp tục anh em ơi. Cây cuối cùng clip anh em ơi. Cây được ấy. Cây một cốt nha. Đế cũng được nè. Cây có một miếng lũa thép đây nè anh em. Trên chi nè. Trên chi có một hai miếng lũa thép đây nữa nha anh em nha. Nhìn chi bao đẹp luôn. Quá đẹp. Quanh. Quanh, mời mấy anh em xem quanh.
mình 40, cao 72, độ dài 38. Giật mấy anh em ơi, chúc. Rồi, cảm ơn anh em theo dõi clip luôn. Chúc anh em một buổi tối tốt lành luôn. Hẹn gặp lại anh em nha.